Quý vị thân mến, vào ngày 30 tháng 4 tới đây thì BBTV chúng tôi sẽ cho lên sóng trực tiếp bản tin thời sự buổi tối vào lúc 18 giờ 30 phút. Và để chuẩn bị cho chương trình này thì chúng tôi đã có những công tác chuẩn bị rất là kỹ càng. Và bây giờ quý vị hãy cùng theo chân Nguyên để tìm hiểu xem công tác này như thế nào nhé. Quý vị có thể thấy là không khí làm việc ở đây đang khá là khẩn trương và có một chút căng thẳng. Quý vị có thể thấy đây là những anh chị phóng viên, biên tập viên và cả đạo diễn của chúng tôi, và đặc biệt là có cả giám đốc và tổng biên tập của chúng tôi ở đây nữa, cũng đang giám sát chương trình này, và máy móc thiết bị thì cũng đã sẵn sàng rồi. Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng để có thể hoàn thiện và cho lên sóng chương trình một cách tốt nhất. Và bây giờ, Nguyên muốn mời quý vị cùng qua bên kia phim trường theo dõi xem những người dẫn chương trình của BBTV đang có những thao tác chuẩn bị gì cho chương trình lên sóng này nhé. Thưa quý vị, đây là hai MC rất là xinh đẹp của chúng tôi, MC Hằng My và MC Diệu Hiền, đang chuẩn bị cho buổi quay thử nghiệm. Có thể thấy là đã được chuẩn bị rất là kỹ càng về mặt hình ảnh, và quan trọng nữa đó là cách thể hiện nội dung của chương trình thời sự. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và sự quyết tâm rất là cao độ của cả ekip thì chương trình thời sự trực tiếp của BBTV sẽ được lên sóng đúng hẹn và đảm bảo chất lượng tốt nhất. Và xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ 30 phút vào ngày 30 tháng 4.